Khoảng 12 giờ 25 phút ngày 30 tháng 3, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Mang Khen, xã Đắc Man, huyện Đắc Lây, xảy ra vụ lật xe tải biển kiểm soát 47H04603 do Đào Minh Tuân, sinh năm 1982, trú tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc điều khiển, lưu thông hướng tỉnh Con Tum đi tỉnh Quảng Nam. Trên xe chở một số mặt hàng hoa quả, khi xe đến đèo lò xo tại km 1418 500 thôn Mang Khen, xã Đắc Man, phương tiện bị mất lái, tự ngã ngang đường. Vụ việc không thiệt hại về người, xe ô tô bị hư hỏng. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cơ quan công an xã và công an phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh có mặt bảo vệ hiện trường, tài sản và điều tiết giao thông.